Hồ Quang Hiếu công khai lên chức bố, cùng bà xã khoe ảnh siêu âm con. Ngọt ngào như ngày đầu, càng nhìn càng thấy đẹp đôi. Ở đây là follow Philo. Hồ Quang Hiếu cưng vợ hết nức, việc trong nhà đều dành làm. Sau này bắt đầu có vợ xong, mình cảm thấy là nó qua một cái trang khác và mình đang sống lại một cuộc sống bình thường. Là mỗi ngày sáng mình có thể đem đồ lên trên mình giặt, rồi mình xuống dưới mình lau nhà, rồi mình nấu cơm. Hóa ra do bà xã hậu đầu, món giỏi nhất khi vào bếp là mì tôm. Cũng như là lười quá, lười ban đầu tưởng đâu là xiên, mới đầu tiếp xúc thì tưởng là xiên, về ngủ quá nhiều và quá lười. Vợ mình hay nấu cho mình món này không? Vợ em không biết nấu anh. Vợ anh hay nấu cho anh ăn những cái món nước nào? Nấu mì tôm không à? Nấu mì tôm không à? Có nước là được rồi. Gần đây, Hồ Quang Hiếu và bà xã kém 17 tuổi Tuệ Như đã đăng tải video xác nhận đang mang thai nhóc từ đầu lòng. Trong clip, cặp đôi cùng nhau xếp giữ baby comment kèm dòng trạng thái chào mừng con đến với ba mẹ, thương con. Hồ Quang Hiếu và vợ khoe giấy siêu âm, hạnh phúc trao nhau nụ hôn ngọt ngào để đánh dấu cột mốc mới. Trước đó, Tuệ Như đã để lộ nhiều dấu hiệu đang mang bầu. Trong một clip tấu hài cùng chồng, Tuệ Như diện áo thun và váy rộng thùng thình, phong cách dấu dáng khác hẳn với loạt váy áo khoe ba vòng gợi cảm như trước đó. Ngoài ra, trong vài góc quay, vợ kém 17 tuổi của Hồ Quang Hiếu cử động để lộ phòng hai nay đã lùm lùm khác lạ. Hiện tại, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đang chung sống bên trong ngôi biệt thự 23 tỷ đồng. Nam ca sĩ cho hay cả hai đồng đều từ tâm hồn đến cách sống nên nhanh chóng quyết định sinh con. Vào năm 2023, Tuệ Như cũng lên tiếng về vấn đề này. Trước khi làm cha mẹ, tôi và anh Hiếu đã thăm khám sức khỏe, nghe tư vấn dinh dưỡng trước, trong quá trình mang thai để có một thai kỳ cả mẹ, bé đều khỏe mạnh. Tôi cũng học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người thân trong gia đình. Tôi từng lo sợ bản thân sẽ gặp áp lực vì làm vợ, làm mẹ ở tuổi 23, nhưng giờ đây tôi phần nào an tâm vì cảm nhận được anh Hiếu là người của gia đình, rất chu đáo. Khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân với Hồ Quang Hiếu, Tuệ Như thổ lộ, hồi mới cưới, sáng nào ngủ dậy, anh Hiếu cũng hỏi em có yêu anh không. Nhưng chỉ một tháng sau thôi là anh ấy đá tôi văng qua một góc, không thèm ôm luôn. Ngủ mà tôi quay ra ôm là bảo, thôi được lắm. Ra ngoài thì anh Hiếu trưởng thành, chứ ở nhà sấp bánh bèo con nít. Anh Hiếu ngủ kế tướng như nàng tiên cá. Trước đây, Hồ Quang Hiếu sống một mình trong ngôi nhà 30 tỷ đồng, cuộc sống tẻ nhạt khi chỉ quanh quẩn đi hát rồi ở nhà. Khi vợ về sống chung, anh cảm nhận hôn nhân đầy niềm vui và hạnh phúc. Anh nói sống có trách nhiệm hơn, sau chạy show liền quay về tổ ấm, quan tâm, chia sẻ mọi buồn vui cùng vợ. Nam ca sĩ còn chủ động làm việc nhà thay vợ. Anh thường xuyên tự tay vào bếp, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Tôi đang có một cuộc sống vui và ý nghĩa. Tôi có thời gian tìm ý tưởng âm nhạc, lên kế hoạch kết hợp kinh doanh với bạn bè. Cuối tuần đi chơi với vợ. Khi có vợ, làm gì cũng cả hai cùng làm, rất vui. Tôi đi diễn mà như rảnh thì đi theo, đi chơi, đi du lịch luôn. Làm gì cũng làm cùng nhau, rất vui, Hồ Quang Hiếu trải lòng. Tuy nhiên, Hồ Quang Hiếu cũng hài hước tiết lộ rằng nói vợ khá lười, còn có thói ngủ nhiều. Về chuyện ăn uống, khẩu vị của Tuệ Như là ăn ngọt, còn nam ca sĩ có khẩu vị ăn mặn. Là đầu bếp chính trong nhà nên Tuệ Như đang tập dung hòa khẩu vị.